Mời quý vị và các bạn theo dõi trận cuối cùng, là set cuối cùng. Phần thắng sẽ về đội nào, thôn nào? Đó, hai đội giành nhau từng điểm. Hai trận đầu đã hòa. Đây là hai đội cố gắng lên. Đánh bóng không xa. Nguyễn Ngọc đã để bóng không xa. Tiếc một quả. Đang tranh giành nhau từng điểm đây. Hiện tại là đội cao tuổi thôn thượng dẫn trước đội trung thành 19-16. Mặt trời đã lặn khá lâu rồi nhé. Trời đã gần về tối. Các nhà đã bật đèn, bật điện. Các những nhà dân xung quanh đã bật điện. Điện đã sáng. Một điểm số nữa để phân thua thắng bại. Phần thắng sẽ thuộc về đội cao tuổi thôn Hương. Đây là đội trung thành giải tư, đội phường bằng giải ba. Ngoài cái điện đã nhầm rồi thì hai đội còn phải bên thua thắng bại set thứ ba. Đây là giải ba tư này, hai đội chuẩn bị vào đánh bên thua thắng bại vì hai đội hòa thực sự phải là đội thôn hạ thắng thôi 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 thôi. Hai đội xin dừng đội hội ý. Thôi không đừng có đánh khó quá đâu.
giành phần thắng. Giải nhất thuộc về đội cao tuổi thôn Thượng. Tất cả mọi người chúc cho đội thôn Thượng, đội chủ nhà đã thành công, đã xứng đáng là đội chủ nhà, đã giành được giải đặc biệt. Quý vị thân mến, cũng tại nơi đây tối nay đội văn nghệ sẽ biểu diễn phục vụ các quý vị và các bạn. Những nội dung đẹp nhất nhất và những diễn viên xinh gái nhất nhất từ lấy danh quân nhân là của diễn viên này. Xin kính mời các phó của bà, xin kính mời tất cả khán giả trong thôn Thượng, ngoài thôn Thượng, xã Bằng Hang, xã ngoài xã Bằng Hang lân cận đúng 19 giờ đêm nay tổ chức buổi giao lưu biểu diễn văn nghệ. Xin kính mời và kính mời các bạn. Tỷ số liệu trung bằng có sẵn bằng được tỷ số không? Đúng rồi, phải. Đây là tranh giải 3-4 quý vị nhé. Bỏ bóng không thành công rồi trung bằng ơi. Để điểm cho trung thành hiện giờ đã lên điểm số là 9-5. Các bạn là thông cảm nhé, vì hai đội hòa chứ không phải là hai đội có đôi thắng đôi thua. Đấy, trận này trận cuối cùng này thì phần thua thắng bại. Trung thành đưa bóng hàng ra ngoài sân rồi. Điểm tiếp cho Trường Bàn 6-9 đang rút ngắn tỷ số lại phá bóng hỏng rồi. Thượng Bằng ơi, phá bóng hỏng rồi. Đội nhập cho Trung Thành 10-6. Phòng thủ tốt, Trung Thành đã bấm rồi các bạn ơi. Thượng Bằng phòng thủ rất thành công. Tha bóng rồi, phòng thủ cũng thành công rồi. Trung Thành ghi điểm tiếp 11-6 rồi các bạn ơi. Nào, tha bóng rất đẹp, đập bóng rất là uy lực, ghi điểm cho Thượng Bằng 7-11. 4-6 quân là sang bằng tỷ số. Lại phá cáo hỏng rồi, không ghi được rồi. Đô điểm cho Trung Thành 12-17 rồi. Còn 3 điểm số nữa là kết thúc trận đấu. Liệu Thượng Bằng có lật kèo được không? Lại không lật kèo được rồi. Lại hỏng bóng rồi, bỏ bóng không thành công. Điểm tiếp cho Trung Thành 13-7 rồi các bạn ơi. 2 quả nữa thôi. Lắp cho bóng hàng rồi, 14-7 rồi, Thượng Bằng ơi. Nào, một cố gắng lên. Cuối cùng, Lê Văn Lâm kèo sang bằng tỷ số được không? Rất là khó. Phòng thủ thành công. Kết thúc trận đấu 15-7 trung cuộc, Trung Thành đã chiến thắng Thượng Bằng trong trận giải 3-4. Trung Thành đã chiến thắng giải 3, Thượng Bằng giải 4, tức là giải 4 là giải nhất thôn Hạ.
giải nhì.